Sự hài lòng của khách hàng thì luôn luôn là niềm vui của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam của chúng tôi. Hôm nay thì tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam chúng tôi rất là vui khi đầu buổi sáng một khách hàng nữ đến tháo lại nẹp mũi sau 7 ngày, và khách hàng này rất là vui vẻ và rất happy và muốn chia sẻ cái hình ảnh ấy, xinh đẹp và rạng rỡ của bạn đấy đối với các bạn trên cộng đồng mạng. Và hôm nay thì chúng ta sẽ gặp với sự trở lại của bác sĩ Garrick, bác sĩ Kevin Phạm cùng một hot girl xinh xắn. Xin chào bác sĩ Kevin Phạm. Chào bạn. Em có thể vẫy tay chào các vị khán giả được không ạ? Vâng. Thì các bạn có háo hức là Tony sẽ quay cận cảnh lại cái hình ảnh khách hàng trước mổ để thấy rằng sự thay đổi của khách hàng như thế nào không ạ? Và chúng ta bây giờ sẽ nghe sự phân tích của bác sĩ Kevin Phạm về hình ảnh của khách hàng trước mổ nhé. Chào bác sĩ. Bác sĩ hãy phân tích một chút về hình ảnh của khách hàng trước mổ đi ạ. Ok. Xin chào tất cả bạn, hôm nay thì rất là vui mừng bởi vì sau một thời gian dài thì hôm nay mình cũng có cơ hội live stream và chia sẻ những cái hình ảnh, những cái khách hàng, những ca nâng mũi, những hình ảnh của khách hàng hài lòng đến với tất cả mọi người. Và đây là một bạn cũng khách hàng rất là trẻ, một nghệ sĩ đúng không ạ, một nghệ sĩ tương lai, một nghệ sĩ violoncello. Và khi mà bạn đến với cả các bác sĩ ở bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam thì bạn ấy có mong muốn là gì ạ? Bởi vì là bạn ấy hay phải đi biểu diễn và hay phải tiếp xúc với những cái công chúng thì bạn có muốn là có một cái dáng mũi cao và cao tây và nhìn nó phải phù hợp với khuôn mặt và làm cho khuôn mặt bạn ấy trở nên xinh đẹp hơn. Và các bác sĩ đã tư vấn cho bạn ấy sử dụng cái công nghệ nâng mũi S-Line 4D, đó là cái công nghệ độc quyền của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam, sử dụng hoàn toàn cái chất liệu tự thân để mà nâng cao và kéo dài cái đầu mũi ra. Và đây là cái hình ảnh mà trước và sau khi phẫu thuật thì mọi người có thể quan sát thấy cái sự thay đổi rất là nhiều đúng không ạ? Cái hình ảnh trước khi phẫu thuật thì mọi người thấy cái hình ảnh của bạn đấy ạ. Cái hàng là bảo rất là ngỡ ngàng và là cũng không ngờ là sự thay đổi của mình nó thay đổi ngoạn mục và nó đem lại cho bạn ấy một cái sự tươi trẻ mới như vậy bạn ấy. Đấy, em có thể nhận xét cái hình ảnh trước mổ của mình có đây có phải là em trước mổ không? Không phải mà em đang hơi chần chừ. Bác sĩ phân tích một chút về hình ảnh khách hàng trước mổ được không ạ? Đây ạ. Đúng rồi. Bạn ấy nói là cái hình ảnh của bạn ấy trước phẫu thuật thì xấu quá đúng không ạ? Bởi vì xấu thì cần mình đến các bác sĩ thẩm mỹ đúng không ạ? Nhưng còn nếu mà đẹp rồi thì không cần đến bác sĩ thẩm mỹ nữa. Và đây là cái hình ảnh mà trước khi phẫu thuật mà các bác sĩ đã thực hiện cho mình bạn ấy. Chút. Yeah. Thì mọi người thấy là cái mũi của bạn ấy trước khi thực hiện phẫu thuật thì nhìn thấy hai cái lỗ mũi đúng không ạ? Đương nhiên là mũi ngắn và hớt. Thứ hai là không có đỉnh mũi và chóp mũi, bởi vì sao, cái mũi nó rất là thấp và nó bè ra hai bên. Cái thứ ba nữa, mọi người thấy cái khuôn mặt bạn ấy, để làm một cái mũi đẹp thì nó phải phụ thuộc vào cái tỷ lệ của khuôn mặt để làm cho nó hài hòa với khuôn mặt. Thì khuôn mặt của bạn ấy tương đối là bầu bĩnh đấy, tương đối là bầu bĩnh, nhưng mà cái mũi thì hơi ngắn. Và các bác sĩ đã sử dụng cái công nghệ nâng mũi S-Line 4D, đó là sử dụng hoàn toàn cái chất liệu tự thân để mà nâng cao và kéo dài cái đầu mũi ra, và đặt cho bạn ấy một cái sống mũi S-Line thì nó sẽ đẹp và nó phù hợp với khuôn mặt. Thì bây giờ mọi người chỉ cần nhìn vào hai cái mũi nhá, hai cái đỉnh mũi bác sĩ phân tích, mọi người thấy cái sự khác nhau không ạ? Một cái mũi trước khi mổ thì nhìn thấy hai cái lỗ mũi đúng không ạ, và cái đầu mũi thì rất là thấp và ngắn và hớt. Và ngay sau mổ mới được có 7 ngày tháo nẹp thì mọi người có thấy nhìn thấy lỗ mũi của bạn ấy không ạ? Đương nhiên là không thấy rồi, bởi vì sao ạ? Bởi vì cái bác sĩ đã nâng cao và kéo dài hết cỡ cái mũi của bạn ấy ra phía trước để làm cho cái mũi của bạn ấy thon nhọn và dài ra phía trước để mà nó phù hợp với khuôn mặt của bạn ấy. Thì với những cái công nghệ nâng mũi cũ, ví dụ chỉ sử dụng mỗi cái chất liệu silicone ấy để mà đặt vào mũi của bạn ấy thì sẽ không bao giờ cải thiện được về cái độ ngắn, độ hớt. Và bởi vì bạn ấy là một nghệ sĩ violoncello, nhắc lại các bạn là một nghệ sĩ violoncello thì cần phải có một cái mũi nó phải là đẹp và phải là cao và phải tây và phải sang, bởi vì bạn ấy mong muốn là có mũi cao tây để mà tiếp xúc nhiều với công chúng, với các nghệ sĩ, nên là cái mũi nó phải là thể hiện trên cái khuôn mặt của bạn ấy. Và nếu mà với một cái khách hàng chỉ mong muốn một cái mũi tự nhiên thì các bác sĩ sẽ không cần phải thực hiện cái phương pháp là nâng mũi S-Line 4D, mà chỉ cần cái thực hiện cái phương pháp bọc sụn thì cũng thay đổi được cái dáng mũi của bạn. Nhưng bởi vì bạn là một nghệ sĩ mà muốn có một cái dáng mũi cao đẹp thì các bác sĩ đã tư vấn cho bạn ấy sử dụng cái công nghệ mới nhất và công nghệ hoàn toàn sử dụng cái chất liệu tự thân để làm thay đổi nhiều nhất cái dáng mũi của bạn ấy. Và với cái công nghệ nâng mũi S-Line 4D này thì các bác sĩ cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì cái kết quả thẩm mỹ mà sau 7 ngày mà tháo nẹp ra, mọi người thấy rất là ít sưng và nó đã định hình ra cái dáng mũi của bạn ấy. Đấy, cao dài ra phía trước. Đấy, cao dài ra phía trước và cái dáng mũi S-Line. Đây. Lại cái một số hình ảnh khác được không bác sĩ? Đây là cái hình ảnh chụp từ dưới lên, mọi người thấy hai cái lỗ mũi của bạn ấy. Trời ơi. Cái lỗ mũi không hẳn chảnh nữa đúng không ạ? Thì bây giờ là em hơi ngửa cằm lên, mọi người thấy hai cái lỗ mũi nó đẹp đúng không? Đã hẳn chảnh, nó được nâng cao và kéo dài từ phía trước và đã thon gọn hơn rất là nhiều. Thì cái hình ảnh trước phẫu thuật và sau phẫu thuật mọi người thấy là cái sự khác nhau rõ rệt đúng không ạ? Hai cái lỗ mũi đã khác nhau. Thế còn cái hình ảnh mà chụp nghiêng thì sao ạ?
Đây là cái hình ảnh mà chụp nghiêng, mọi người thấy cái mũi của bạn, cái góc mũi môi thì nó hơi ngắn và hơi hớt. Anh đặt lên để em thấy. Đúng rồi. Đây. Đấy, cái góc mũi môi. Em quay đấy. Thế. Đấy, cái góc mũi môi thì hơi ngắn và hớt. Đấy, thì bây giờ cái đầu mũi đã được nâng cao và kéo dài ra phía trước, nó làm cái mũi của bạn được dài hơn rất là nhiều. Và so với cái tỷ lệ khuôn mặt của bạn ấy, thì cái mũi nó đã rất là hài hòa so với khuôn mặt của bạn ấy rồi. Vâng, rất là đẹp. Có rất nhiều bạn đang khen rằng là em rất là xinh và thay đổi. Đúng rồi. Có bạn đang hỏi là địa chỉ làm ở đâu, em có thể giới thiệu một chút về địa chỉ em đang làm đẹp hiện tại ở cơ sở đây không? Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam, địa chỉ ạ. 190 Trường Chinh nhé. Mình là làm ở bệnh viện Cang Nam, 190 Trường Chinh. Mình nói chuyện trước là lúc tới đến thì mình hơi lo lắng một chút, nhưng mà khi mình đến đây thì các bác sĩ và đội ngũ y tá tư vấn rất là nhiệt tình và tận tình với mình, và cũng kiểu khích lệ mình nữa. Mình sau khi mà hoàn thành xong thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Okay. Cảm ơn em bởi vì sự tin tưởng và cũng như là cái kết quả mà chúng ta đã đạt được. Thì nhân dịp ngày hôm nay thì Tony cũng sẽ chia sẻ một chút các bạn rằng là ngày 17 tháng 12 này thì tại Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam chúng tôi sẽ khai trương Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam chi nhánh miền Bắc các bạn nhé. Và tại đó thì các bạn sẽ gặp được rất nhiều những nhân vật, những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, Phi Thanh Vân, Đức Phúc. Đấy. Và có rất nhiều cơ hội nhận quà tại Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam đến tới 5 tỷ đồng. Thì các bạn hãy chia sẻ live stream này để chúng ta được làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam an toàn, đẹp và hài lòng, happy như khách hàng này. Xin bác sĩ và các bạn có thể chào khách hàng được, chúng ta được kết thúc live stream ở đây không? Rồi, xin kết thúc live stream tại đây. Tony xin chào lại các bạn.